Xin chào quý vị, cô bác, anh chị. Hôm nay 5 giờ sáng, em vào rừng kiếm rễ cá ti ti. Let's go. Dẫn thần thú cho cá đi tìm rễ cá. Dạ. Đây là tôm, tép, là những món ăn mà rái cá yêu thích. Dạ. Dạ, phóng sanh rái cá 24 giờ, nuôi rái cá trong môi trường bán hoang dã, là rái cá có thể về nhà em để được chăm sóc và sống là trong thiên nhiên. Em làm bảo tồn rái cá như vậy để giữ cái loài rái cá nó phát triển trong tự nhiên. Dạ. Nhiều người thích biến rái cá làm thú cưng, như vậy là rất sai. Rái cá không phải là thú cưng, nó phải ở thiên nhiên hấp thụ năng lượng của trời đất và làm nhiệm vụ cái vai trò của nó. Bây giờ phải vô rừng gọi nó, kiếm nó. Đi thôi anh em.